Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Chú rể bỏ trốn trong lễ cưới, cô dâu lấy luôn khách đến dự hôn lễ. Vì chú rể bỏ đi với bạn gái cũ mà không một lời từ biệt, nên cô dâu đã cưới một người khách đến dự lễ cưới. Không chỉ độc thân mà người đàn ông này còn có công việc tại hội đồng thành phố. Kết hôn là một việc trọng đại trong cuộc đời mỗi con người, bất kỳ ai cũng đều có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi đến đám cưới. Tại Ấn Độ, đám cưới là dịp quan trọng và được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng vì nó ảnh hưởng đến danh dự của cả gia đình. Thế nhưng, đã có rất nhiều câu chuyện khó tin đã xảy ra trong các đám cưới ở đất nước đặc biệt này. Một cô dâu đã hủy hôn ngay khi phát hiện chú rể bị co giật và gục xuống tại hôn lễ, sau đó lấy một người khách trong họ nhà chú rể. Một cô dâu khác lại bỏ theo người yêu cũ khi thấy anh này có mặt tại một đám cưới của mình. Một người đàn ông lấy một lúc hai người vợ. Mới đây, một cô gái đã cưới ngay vị khách đến dự hôn lễ của mình chỉ vì chú rể bỏ trốn. Câu chuyện tưởng chỉ có trong phim này đã thực sự diễn ra khiến nhiều người bất ngờ. Theo đó, cô dâu Sinu cùng chú rể Navin đã tổ chức đám cưới. Trước đó thì tất cả các nghi lễ truyền thống trong đám cưới đã được cả hai thực hiện. Tưởng rằng tất cả đều suôn sẻ và hôm sau cô dâu sẽ được đón về nhà chồng. Tuy nhiên, đêm trước hôm đám cưới thì chú rể đột nhiên biến mất. Dù tất cả mọi người đều đổ xô đi tìm, nhưng đều không có kết quả. Gần đến giờ tổ chức thì người nhà phát hiện ra chú rể nhắn tin Navin bị bạn gái cũ đe dọa sẽ tự tử trong đám cưới nếu anh này lấy vợ. Để ngăn cản người yêu cũ, chú rể đã quyết định bỏ trốn đến một thị trấn gần đó để gặp cô. Được biết nguyên nhân mình bị bỏ rơi, cô dâu đã khóc rất nhiều và bố mẹ cô dâu đã tuyên bố sẽ cho cô dâu cưới bất kỳ người khách nào có mặt trong đám cưới. Thật may mắn là một người đàn ông tên Chandrappa đã đồng ý cưới cô dâu bị bỏ rơi. Được biết, người này làm việc cho hội đồng thành phố địa phương và đã chứng kiến toàn bộ vụ việc.